không xa nhiều nghĩa địa tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, là nơi sản xuất những bình nước tinh khiết. Không đảm bảo cũng nó chả cho nhưng mà làm năm nay. Thêm cái thế và đóng thế rồi. Đúng không? Chị là kể cả chị nghĩ là cái chi phí tiền điện đấy, nhưng mà em mất thì mình được học 13.000, 12.000. Những cơ sở này đã bị xử lý như thế nào? Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn. Trong chương trình lần trước thì chúng tôi đã phát sóng những hình ảnh về những cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn huyện Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Và với những nghi vấn về quy trình sản xuất cũng như là chất lượng của nguồn nước đầu ra và đầu vào thì Trung tâm Tin tức VTV24 đã phối hợp cùng với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất những cơ sở này. Xin mời quý vị hãy cùng theo chân đoàn kiểm tra của chúng tôi. Hơn 5 năm hoạt động, nhưng đây là lần đầu tiên cơ sở Trung Anh bị kiểm tra đột xuất. Là cuộc kiểm tra đột xuất, nhưng theo quy định thì phải thông báo trước cho cơ quan chức năng cấp địa phương. Và hình ảnh đầu tiên thì khác hẳn với những gì khảo sát của phóng viên. Khu vực sản xuất đã được dọn dẹp ngăn nắp hơn. Nhân viên mặc đồ bảo hộ lao động. Nhưng vẫn còn nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất không thể thay đổi ngay. Nơi sản xuất tối tăm, ẩm thấp, đặt ngay cạnh khu nhà bếp, nhà vệ sinh. Phòng lọc nước kiêm luôn kho chứa thành phẩm. Đèn tia cực tím khử khuẩn vỡ từ lâu, bụi bám đen kịt. Không kệ đựng thành phẩm hay dụng cụ rửa bình gì xét. Khu vực rửa vỏ bình không đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh và độ cao cần thiết. Như quý vị có thể nhìn thấy, nhân viên của cơ sở này đang tiến hành rửa những vỏ bình. Và quy trình này diễn ra lộ thiên, dụng cụ đựng nước để rửa vỏ bình thì nổi rêu xanh, rất là mất vệ sinh. Sau khi tiến hành kiểm tra khu vực sản xuất cùng giấy tờ hoạt động, đoàn kiểm tra kết luận những sai phạm của cơ sở. Cơ sở phải có định kỳ cái kiểm nghiệm nước sản xuất đầu vào, nước dùng để cho sản xuất. Cơ sở hiện nay chưa xuất trình. Thế về không có các phân khu riêng biệt thì chúng tôi cũng đã có chỉ định để lấy mẫu. Với kết luận này, cơ sở Trung Anh đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Cũng với danh nghĩa là kiểm tra đột xuất, khi đến cơ sở sản xuất Linh Vi thì cửa đóng then cài. Án binh bất động, tắt toàn bộ hệ thống điện khi đoàn kiểm tra đề nghị mở cửa. Và dù cho nhiều nhân công vẫn đang có mặt và xe chở nước sẵn sàng hoạt động, thì cơ sở cho biết đã đóng cửa 4 ngày để chuyển sang địa điểm mới. Ngay sau buổi kiểm tra, đã có những phương án xử phạt được đưa ra đối với các cơ sở sản xuất này. Tuy nhiên thì không chỉ người sản xuất bị phạt, mà chính các lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đây là chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, ban hành vào ngày 9 tháng 5 vừa qua. Vậy cơ quan các cấp phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ việc cụ thể là nước đóng chai không đạt chuẩn này? Chương trình tiếp theo của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn sẽ có câu trả lời. Hiện chương trình đã lập danh sách những địa điểm, cơ sở có tình trạng sản xuất và phân phối, sử dụng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm sạch được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã được chúng tôi đăng tải và sẵn sàng tiếp nhận đăng ký thực phẩm sạch của các doanh nghiệp. Chi tiết có trên trang fanpage của Nói Không Với Thực Phẩm Bẩn.